Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2019. Bên cửa hàng mình tiếp tục về được một đôi Onkyo 772X màu nâu và một đôi Bueller F180D. Hai đôi này về trong cửa hàng với tình trạng đẹp xuất sắc, bao zin tuyệt đối cho quý vị và các bạn. Như cái đôi 180D này thì mình bán rất là nhiều rồi, giá vẫn dưới 20 triệu đồng. Quý vị và các bạn ưng thì có thể liên hệ đặt hàng theo số điện thoại 0979 918 996, địa chỉ thì mình ở chợ Sát Hải Phòng và nhận giao hàng toàn quốc. Và cái đôi Onkyo 772X màu nâu, hàng đẹp xuất sắc nhé, giá 18 triệu đồng. Dòng này nó rất là ít trên thị trường, cho nên bác nào mà có nhu cầu thì xem được clip này thì có thể đặt hàng ngay, bởi vì giờ đến Tết là cũng không về được nữa. Lô này em về được 2 đôi nhé, hôm nay về trước một đôi, còn một đôi nữa thì chắc ngày mai thì mốt có thể lốt. E căng zin còn đầy đủ tem mác. Dòng này thì kết hợp là 2 trong 1, nghe ra thể loại nhạc và kết hợp hát karaoke gia đình rất là hay. Sau đây thì em xin dừng clip tại đây.